chữ số. Bằng. Bạn về. 19 nhân 10 mũ 3 cộng 5 nhân 10 mũ 2 cộng 6 nhân 10 thì bằng nè, 19. 10 mũ mấy? 10 mũ 3 nhân 1 thêm 3 số 0 cộng 10 mũ mấy? 10 mũ 2 5 nhân 10 thêm 2 số 0 cộng 6 nhân 10. 10. Đây ra nhiều. Quá 1, dễ. Nè, nhìn kỹ nè, lấy 19 nhân 1 ra 19. Điểm mấy số 0? 1 số 2 3 cộng 500. 500 cộng 60. 60 nhân vô nè. Cộng lại đi, ra nhiêu? Ra 1 9 5 5 56. 56. Thiếu. Thiếu số. Thiếu 0. Đúng rồi, thiếu số 0. Kịp không? Kịp không? Đúng chưa? Chưa kịp đúng không? Thì dễ thôi, viết 1900 cộng 500. 500 cộng 60 rồi bắt đầu cộng. 0 cộng 0 cộng 0 ra 0. 0. 0 cộng 0 cộng 6 ra 6. 0 cộng 5 ra 5. Hạ 9, hạ 1, viết vô xong.